Tôi là Trần Phi A, cầu thủ của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Ước mơ của tôi là được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai. Và mục tiêu hiện tại là tôi muốn thi đấu thật tốt để đưa câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu lên chơi hạng nhất năm 2019.